Mùa hè, nắng nóng, ngoài các bệnh về da, về đường tiêu hóa thì các bệnh về đường hô hấp trẻ cũng rất thường hay gặp. Nhưng điều lo lắng nhất là những căn bệnh hô hấp này rất khó phân biệt do có triệu chứng gần giống nhau. Mùa nắng nóng, bé của mình thì thường hay bị viêm đường hô hấp. Viêm phế quản mà chữa không đúng cách thì nó lại viêm phổi nặng, mà không biết làm sao phân biệt được giữa viêm phế quản và viêm phổi. Những triệu chứng của viêm phổi và viêm phế quản khác nhau ra sao? Cách điều trị như thế nào để tránh cho bệnh tiến triển nặng? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh, trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải đáp thắc mắc cho khán giả ngay bây giờ. Dạ chào bác sĩ. Dạ chào chị ạ. Không biết là bác sĩ và chương trình có thể tư vấn gì cho chị ạ? Dạ, em có cái nỗi lo là mùa nắng nóng nè. Bé nhà em thì thường hay viêm đường hô hấp, mà nhất là viêm phế quản. Để lâu thì nó sẽ viêm phổi. Mà bây giờ thì em không biết phân biệt giữa hai cái, thế nào là viêm phổi và thế nào là viêm của phế quản. Thì tôi xin phân biệt cái hai cái bệnh này bằng một số cái điểm sau đây. Thứ nhất về cái vị trí, thì trong cái phổi của mình nó có những cái đường ống. Cái đường ống mà để dẫn khí vào thì cái đường ống đó người ta gọi là phế quản. Cái ống bự nhất thì gọi là khí quản, rồi sau đó những ống nhỏ hơn thì gọi là phế quản. Còn cái phần thịt là cái phần mà để nó trao đổi cái oxy với lại carbonic, là cái phần đó gọi là cái nhu mô phổi. Như vậy nếu mà chúng ta bị bệnh cái đường ống, đường dẫn khí đó thì người ta gọi là viêm phế quản. Còn bị cái bệnh cái phần thịt thì gọi là bị viêm phổi. Là như vậy về vị trí nó khác nhau như thế. Về nguyên nhân thì bệnh viêm phế quản thì đa phần là do virus. Mà chúng ta có thể bị cảm lạnh cũng có thể gây ra viêm phế quản, bị nhiễm rất là nhiều loại siêu vi khác, hay là kể cả cúm nó cũng gây ra viêm phế quản. Thì cái triệu chứng của nó là cái chúng ta có thể ho, chúng ta khò khè, chúng ta cũng cảm giác khó thở. Và bên cạnh cái triệu chứng của đường hô hấp có thể có những cái biểu hiện của những cái chỗ khác. Ví dụ như là hắt hơi, sổ mũi, nhức mỏi tay chân nếu mà chúng ta nhiễm những cái loại siêu vi. Còn viêm phổi thì đa phần là do con vi trùng. Con vi trùng khi mà nó xâm nhập vào trong cái đường ống phế quản đó, nó đi vào trong cái phần thịt là cái nhu mô phổi, nó gây ra viêm chỗ đó. Và cái triệu chứng của viêm phổi thì nó cũng biểu hiện qua đường hô hấp như là ho, như là khạc đàm, nhưng mà nó nặng hơn. Thường thường bệnh nhân sốt, bệnh viêm phế quản cũng có sốt, mà nhiều trường hợp không sốt, nhưng mà một số ít thì có sốt và nhẹ. Viêm phổi thì sốt thường nó nặng hơn. Nếu mà bé bị viêm phổi mà chúng ta không điều trị kịp thời thì cái sốt đó nó không có dứt được. Chẩn đoán thì bên thì có thể bác sĩ chỉ dựa vào khám thôi. Bên khác thì cần phải chụp hình phổi. Rồi điều trị. Điều trị thì bên viêm phế quản thì nhiều khi chúng ta không trị gì hết nó cũng hết. Tự động có thể nó phục hồi, không cần điều trị. Nhưng mà nếu mà em bé ho dữ quá, khó khạc đàm quá thì bác sĩ có thể cho thêm thuốc long đàm, cho thêm thuốc ho, cho thêm vitamin C là chẳng hạn. Còn đối với viêm phổi thì bắt buộc chúng ta phải trị kháng sinh. Khi bé mà bị viêm phế quản mình phải chăm sóc thế nào để cho bé khỏi bị viêm phổi ạ? Thì vấn đề viêm phế quản mà nó chuyển thành viêm phổi thì người ta gọi đó là một cái biến chứng. Chỉ một số ít người bị viêm phế quản ban đầu nó có biến chứng viêm phổi thôi. Còn đa phần viêm phế quản thì nó không chuyển thành viêm phổi mà nó tự hết. Thì chúng ta có cái cách chăm sóc em bé để cho cái khả năng bình phục của nó tốt hơn, nhanh hơn và có thể giảm bớt đi cái biến chứng nặng hơn là viêm phổi. Thì thứ nhất là chúng ta phải theo dõi cái tình trạng sốt của em bé. Nếu như em bé sốt thì chúng ta có thể phải cho uống thuốc hạ sốt, rồi lau mát. Cái động tác lau mát là cũng có thể giảm bớt đi cái cơn sốt xảy ra đối với em bé. Thứ hai là chúng ta cho em bé ăn uống. Ăn thì ăn những cái thức ăn lỏng, dễ tiêu. Uống thì phải uống đủ nước, nước thường cũng được, nước trái cây cũng được, làm sao cho đủ nước. Bởi vì những đứa mà bị ho, bị sốt thì nó mất nước rất là nhiều, chúng ta phải cung cấp đủ nước. Thứ ba là chúng ta cái môi trường sống nó cũng phải thoáng đãng, có thể máy lạnh cũng được chứ không phải là cấp máy lạnh, nhưng mà chúng ta đừng để lạnh quá. Chúng ta cũng đừng để gọi là nhiệt độ nó cao quá. Mình đang bị sốt mà ở trong cái phòng mà nhiệt độ cao quá thì cũng không được thoải mái và cái sốt nó cũng khó mà nó giảm đi. Và cuối cùng là chúng ta phải theo dõi để nhận biết những dấu hiệu nặng. Nếu như em bé chúng ta đang bị viêm phế quản, nghĩa là nó ho, nó sốt,
nó có thể là khò khè, hắt hơi, sổ mũi, rồi chúng ta thấy rằng nó biến ăn, nó bỏ ăn, nó lừ đừ, nó không có giao tiếp, như vậy cái triệu chứng nó nặng hơn. Yeah. Hay là cái nhịp thở, thở nó đếm cái nhịp thở có thể trên 30 lần một phút, đếm thở quá nhanh, rồi co kéo cái gọi là cơ hô hấp phụ, cái hõm ức này thở co lúc rồi co lõm, hoặc là cái khe giữa hai cái xương sườn nó cũng bị co lõm khi mà em bé hít thở, thì đó là những dấu hiệu nặng của đường hô hấp và có thể là bị viêm phổi. Khi đó chúng ta phải cho em bé đi gặp nhân viên y tế, gặp bác sĩ để được chẩn đoán kịp thời. Em cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn chị đã tham gia chương trình ạ. Yeah.